Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại với một video mới rồi đây. Như lời yêu cầu của nhiều bạn, hôm nay mình sẽ làm một video về dòng son Romaine Juicy Lasting Tint. Đây là dòng sản phẩm ra mắt thị trường vài năm trở lại đây và mình nghĩ rất nhiều bạn đã biết hoặc nghe nói đến rồi. Son có thiết kế dạng thân trụ tròn, có màu sắc trùng với màu son bên trong rất tiện lợi. Độ cọ son vát nhẹ giúp cho việc lấy son dễ dàng. Chất son của dòng này là dạng trail tint, khá nhẹ và mướt, tạo độ căng mọng cho môi. Độ che phủ vừa phải, không quá nặng môi. Mặc dù là son bóng nhưng không tạo cảm giác quá dính trên môi. Chất son mỏng nên độ lên màu sẽ khác nhau tùy thuộc vào nền môi của mọi người. Ban đầu hãng cho ra mắt với 9 màu son, đến nay dòng này đã lên đến màu son 25 và trong video này mình sẽ tổng hợp những màu mình thấy xinh nhất từ màu 01 đến 25, cùng bắt đầu để biết những màu son nào sẽ xuất hiện trong video nhé. Mở đầu video sẽ là màu 06 Fix Fix và thỏi mình sở hữu là một phiên bản mini cực kỳ đáng yêu. 06 là một gam màu hồng tím đất, được lấy cảm hứng từ màu tím mộng của quả sung, hòa lẫn sắc hồng nhẹ. Đây là một màu khá nhẹ nhàng và sẽ phù hợp nhất đối với những bạn có tông da lạnh. Nếu bạn không thích những thỏi son ngã tím thì đây không hẳn là một lựa chọn hợp lý đâu. True True Be là sự kết hợp giữa các màu đỏ, hồng, nâu và xíu cam rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Màu này sẽ không kén tông da. Đối với son tim bóng thì bạn nên tô nhiều lớp để son lên màu chuẩn. Khi tô son, son chia làm hai lớp là lớp bóng và lớp tint màu ở dưới. Không ăn uống thì lớp bóng giữ khá lâu, tầm 3 đến 4 tiếng. Ăn uống thì son sẽ bị dây ra, lớp bóng sẽ trôi, lớp base bám màu lâu hơn và khó tẩy trang hơn. Một trong những màu son mình thích nhất chính là 13 X Daughtery, một tông nâu đỏ gạch rất dễ sử dụng và tôn da. Mặc dù là nâu đỏ gạch nhưng màu này rất vừa phải, không những không làm khuôn mặt bị dư mà ngược lại còn giúp cho khuôn mặt trông trẻ trung và nữ tính hơn. Dòng son này có hương thơm trái cây dịu ngọt. Cá nhân mình khá dễ tính với mùi hương nhưng rất không thích nuốt phải vị này, nên mình thường bặm bớt son trong lòng môi ra ngón tay hoặc ra giấy. Điều này vừa giúp mình không nuốt phải son, vừa giúp son không bị dính vào răng nữa đó. Màu 19 là màu cánh hồng khô với tông hồng nâu trầm thêm sắc tím nhẹ nhẹ, phù hợp với những bạn trầm tính và thích sự nhẹ nhàng. Vì sắc tím tương đối ít nên màu này cũng không quá kén da đâu nhé. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu trong list son ngày hôm nay không có màu 20 Dark Coconut, một trong những tông màu cực hot của dòng Juicy Lasting Tint này. Màu đỏ cam nâu với sắc nâu làm chủ đạo, tuy nhiên không hề kén tông da. Tôn mỏng sẽ được màu cam nâu nhẹ nhàng và tự nhiên, dùng được cho mặt mộc. Đậm hơn sẽ được một màu đỏ nâu vô cùng cá tính và tôn da. Đây cũng là màu mình yêu thích nhất trong video ngày hôm nay. Là một tông đỏ đất lạnh cực kỳ quyến rũ, tôn da và làm trắng răng. Màu này không có sắc tím nên sẽ không kén da. Lần đầu dùng màu này mình nghĩ lớp stain màu sau khi lớp bóng trôi sẽ là hồng cánh sen hoặc màu tím. Tuy nhiên màu này trôi để lại lớp stain đỏ hồng khá xinh và đa số các thỏi son của dòng Juicy Lasting Tint để lại lớp stain khá sát với màu son ban đầu. Mình sẽ để ảnh ở cuối video cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì cùng đến màu 23, một trong 4 màu son nằm trong bộ sưu tập Bare Juicy Lasting Tint ra mắt vào tháng 4 vừa rồi nha. Dòng này đã có thay đổi về thiết kế vỏ son bên ngoài, cá nhân mình rất thích thiết kế mới này. Màu 23 là một tông san hô đất, vì màu này nhạt và chất son khá mỏng nên màu lên môi sẽ phụ thuộc nền môi khá nhiều. Trên môi mình thì màu này ngả hồng một chút và mình nghĩ những bạn có nền môi tối màu nên cân nhắc nếu muốn dùng thỏi son này đấy. Lấy cảm hứng từ những quả nho mọng nước, màu 25 là một tông hồng tím đất với sắc tím khá nhiều. Mình vốn không thích son có sắc tím nhưng thỏi này lên môi mình trông khá nhẹ nhàng và xinh. Tuy nhiên vẫn cần make up đi kèm.
Màu này sẽ hợp với những bạn cool undertone hơn. Điểm mình thích nhất của thỏi này là lớp stain sau khi trôi không hề bị tím mà là một màu hồng đất rất tự nhiên. Một điểm nên lưu ý khi sử dụng son tint bóng là mọi người nên tẩy trang kỹ, nhất là lớp tint trên môi để tránh bị thâm môi, và sau khi tẩy trang sạch sẽ thì nên dùng son dưỡng để tránh tình trạng khô, căng và bong tróc môi nhé. Vừa rồi là tổng hợp 8 màu son mình thấy xinh nhất của dòng Romaine Juicy Lasting Tint, và video đến đây cũng hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Nhớ giữ sức khỏe nha.